Alo, xin chào anh em nhá. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo ngày hôm nay của tôi. Ngày hôm nay lại tiếp tục lên để chia sẻ cho anh em cái công thức cũng như là cái phương pháp để giúp anh em có thể gọi là đánh bại được cái tựa game gọi là Take Online này anh em nhá. Đấy thì trước đấy vài tay thì cứ thử gọi là theo theo cái gì ấy nhỉ? Theo cái gọi là bảng cầu của gọi là nhà phát hành game người ta đưa lên anh em nhé. Đấy thì tay đầu tiên thì tôi sẽ đi 5M sang bên đen bắt theo cầu 11 anh em nhé. Nào, xem có đúng là cầu 11 phát này không anh em. Đâu, ôi rồi, không phải cầu 11 anh em ạ, không phải cầu 11, mẹ khá là căng đấy. Lại bắt đầu phải sử dụng thần chú anh em ạ. Đó chính là châm một điếu thuốc, sau đó là mẹ bình tĩnh và tự tin quyết thắng nha anh em nhé. Ở đây nó ra con 8 đúng không? Con 8 anh em đi check theo cái phương pháp là nhìn hiện tại và quá khứ để đoán trước tương lai này. 8 ở đây trả trắng này. 8 trắng, 8 trắng, 3 con 8 trắng, 1 con 8 đen, thì con 8 này tiếp tục xuống cho tôi một tay 8 trả sang đen nha anh em nhé. Đấy. Nào. Tay này thì tất luôn anh em ạ, tất luôn. Đấy, ngã ở đâu thì anh em gấp đôi ở đấy. Đấy, tay này thể nào nó chặt trả lại cho mình đúng không? Làm sao có cái chuyện gọi là cầm cầm gì anh em nhỉ? Cầm lúa của mình lâu như thế được đúng không? Đấy, vừa tay trước gọi là lấy được lúa của tôi về, tay này bắt buộc phải trả lại lúa cho tôi đúng không? Đấy, thế để xem là có đúng hay không nha anh em nhá. Nào. Ok cho anh em, ok chưa? Đấy, ra phát gọi là ở đây là 3 con 5. Đấy. Nặn hai con thôi là đủ ngán rồi, gọi là xỉu phát này, nặn gọi không góc nặn luôn anh em ạ. Đấy. Nào. Tiếp tục tay thứ ba anh em nhá, tiếp tục tay thứ ba. Hiện tại vào là gãy một và bú một, thì ở đây tiếp tục sang tay thứ ba. Tay thứ ba thì ở đây anh em nhìn nhá. Ở đây ra con 15 mà. 15 thì trước có một con là 15 trả đen. Thì con 15 lần này anh em sẽ xuống tiếp cho tôi một tay 15 trả trắng nhá. Đấy, tay này sẽ gọi là vào nửa cái chỗ anh em mình kiếm được. Đấy. Cơ bản là mỗi ngày vào đây, mỗi ngày vào kiếm đấy tầm gọi là 7 đến 10M là quá là ok rồi đúng không? Đấy, từ 7 đến 15M. Đấy. Giờ lại lên gọi là một cái gọi là đỉnh cấp, gọi là đẳng cấp mới rồi anh em ạ, lên một cái đẳng cấp mới rồi. Nào tiếp tục 10 năm trả gì đấy, 10 năm trả 10 tiếp anh em ạ, ngon chưa? Đấy, gọi là tuyệt vời luôn đúng không? Đấy thì cái công thức của tôi đến nay thì nói chung là nó vẫn gọi là vô cùng là hiệu quả nhá. Đấy thì anh em vừa nhìn ở đây này, trước đó của con hiện tại nó trả ra con gì thì con sau nó sẽ trả ra ngược lại đúng không? Thì ở đây ban nãy là 10 năm trả đen thì bây giờ sẽ là 10 năm trả trắng, ok cho anh em. Đấy, trước đó chỉ có một con thì anh em tính như vậy nhá. Thì ở đây ra con 10. Đấy, ban nãy là tay đầu tiên anh em mình bị gãy bởi con 10 này. Con 10 ở đây thì 10 trả đen này, 10 trả trắng này. Sau đó lại 10 trả trắng này, thì con 10 này tiếp tục trả xuống cho tôi một tay 10 trả đen anh em nhá. 1 này, 8 này, 7 5 nhá anh em ơi. Đấy, 1 8 7 5. Đâu để xem tay này có thành công ra được con đen không nhá. Ok chưa anh em, có chân là ok rồi đúng không? Đấy, đấy thì lý do mà tôi lại bắt cái con 10 này trả sang con đen là ở đây. Con 10 này thì là nó trả sang con trắng một rồi đúng không? Con 10 ở đây trả đen này, 1 2 rồi đúng không? Thì thường thường là đến tay thứ hai mà nó đang chạy 1 2 như này nó sẽ gọi là rất dễ gọi là bẻ sang con đen nha. Đấy, thế nên là tay vừa rồi tôi bẻ đấy. Ở đây ra con 13 đúng không? 13 ở đây thì 13 trả đen này, 13 trắng này, 13 trắng này, 13 đen này. Đấy, con 10 là nó giống con 13. Đấy, tiếp tục nhá. Tiếp tục là một con 13 đen, 13 đen và 13 trắng, thì con 13 này tiếp tục bắt xuống cho tôi một tay là 13 đen nha anh em ơi. Tay này tiếp tục bắt xuống cho tôi một tay là 13 đen. Đấy, tuy nhiên tay này sẽ chỉ vào nhẹ nhàng thôi, tay này chỉ vào nhẹ nhàng thôi, tình cảm thôi, không có gì phải gọi là vội cả. Ở đây là sang là tay thứ tư rồi đúng không? Sang tay thứ tư rồi.
Hiện tại tỷ số đang là gọi là 2-1 rồi đúng không? Nào, tiếp tục. Ok chưa anh em? Đấy, gọi là đẳng cấp luôn đúng không? Đẳng cấp nhà nghề luôn. Đấy thì anh em đã thấy được cái hiệu quả của cái phương pháp gọi là với công thức gọi là nhìn hiện tại và quá khứ của tôi chưa? Đấy, cũng như là cái phương pháp gọi là vào điểm một cách hợp lý, kể cả là tay vừa rồi có gãy thì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy cho đến cái số điểm hiện tại của tôi đúng không? Đấy thì cơ bản là mỗi ngày chỉ vào làm vài tay thôi, mỗi ngày chỉ làm vài tay thôi, thì khi khi mà đã đạt được cái gọi là mục tiêu rồi thì anh em nên dừng lại. Đấy, như mỗi ngày tôi kiếm từ 7 đến 15 thì hiện tại ở đây ra được là 10M rồi. Đấy, khả năng là tôi sẽ gọi là không đánh nữa. Đấy, bảo toàn cho cái số điểm của tôi anh em nhé. Đấy thì cơ bản mỗi ngày kiếm được như này thì một tháng kiếm được lại vài trăm củ là chuyện bình thường đúng không? Đấy. Thế nên là để gọi là nhắc nhở cho anh em nhé. Nhắc nhở cho anh em là anh em cũng chơi, anh em cũng phải đặt ra cho mình một cái gọi là mục tiêu đúng không? Cũng phải đặt cho mình một cái mục tiêu chứ. Đấy thì khi đã đạt mục tiêu thì anh em nên dừng lại, nếu mà cứ tiếp tục gọi là cố đấm ăn xôi thì chỉ có gọi là hy sinh thôi đúng không? Đấy nào, thì ở đây tôi vẫn đang còn dư ra ở đây là 230k lẻ, nên tôi sẽ vào một tay để xem là nó tiếp tục lên hay là nó sẽ dừng lại nhá. Đâu nào, ở đây ra con kép, à kép thì cứ bẻ thôi, cơ anh em ạ, kép thì cứ bẻ. Đây, gặp kép thì cứ bẻ 230 đúng không? Ok, 230. Nào, để thử xem tay này có thể gọi là nhân được thêm lên không nhé. Còn 7 giây cuối anh em ạ, anh em đợi tôi một tí, tôi gọi là đang bận rộn, đang có tí việc. Nào, xem tay này ra gì đấy. Ui rồi, trình vình lắm, trình vình lắm anh em ạ, ra kép mà nó không chịu bẻ, nó đang bẻ mình rồi đấy. Nói chung là khi đã đạt được mục tiêu rồi rất dễ gọi là bị gọi là bẻ ngang kiểu này anh em nhé. Đấy thì cơ bản là mỗi ngày lên đây kiếm lấy tầm từ 7 đến 10, khi đã đạt mục tiêu rồi thì anh em nên dừng lại. Đấy, như tay vừa rồi tôi lại vào thêm là đứt điện luôn đấy anh em ạ. Đấy thì tiếp tục này, ở đây nhá anh em nhìn này. Đấy, hiện tại thì cái công thức cũng như là cái phương pháp của tôi đánh ở trên cái tựa game gọi là Tic Online này là nó vô cùng là hiệu quả. Đấy, thế nên là tôi sẽ gọi là giới thiệu cho anh em qua một lượt ở cái con game này. Đấy thì ở đây anh em nhìn nhá, ở đây con game này thì nó có khoảng 4 đến 5 cái bộ môn TX. Tuy nhiên là tôi vẫn ưng nhất là cái gọi là TX dòng vàng này, bởi vì là vào đây gọi là để bú cái hũ này thì gọi là quá là tuyệt vời luôn đúng không? Nào, đấy thì khi mà anh em đã xác định là muốn tìm cho mình một cái con game gọi là uy tín đấy, là nói chung là uy tín đấy, thì không sợ bị bợm các thứ, thì anh em cứ vào đây áp dụng theo cái công thức của tôi thì thể nào cũng bù liếm mà kiếm thôi. Đấy, ở đây có vô vàn trò chơi nha anh em nha, vô vàn luôn, rất là nhiều. Anh em vào đây anh em cứ gọi là thích thể loại gì cũng có, từ livestream hay là các kiểu con là điểu baccarat, hay là anh em gọi là giải trí thì anh em vào đây đánh bài hay là quay hũ tí. Thì cái con game quay hũ ở đây nhá, con game quay hũ ở đây có tận 14 con game anh em có thể vào tham khảo đấy. Thì tuy nhiên tôi chỉ giới thiệu sơ qua thôi, thì anh em nào có thiện chí gọi là muốn vào kiếm cùng tôi ở trong tựa game này thì tôi vẫn sẽ để cho anh em cái đường đường dẫn để anh em ấn vào, anh em tải về điện thoại, còn không thì anh em có thể chơi trực tiếp trên website như tôi đây này anh em nhé. Đấy, còn bây giờ thì anh em nào gọi là vẫn còn đang xem thì cho tôi xin một like, một share và một subscribe để tôi lấy động lực tôi làm tiếp những clip cho anh em, chia sẻ những kinh nghiệm hay cho anh em để giúp anh em gọi là bù liếm kiếm thành công nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em nhá.